stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Hello mọi người, chắc mọi người cũng biết mình đang ở đâu rồi đúng không? Mình đang ở Sài Gòn. Và mình chỉ ở Sài Gòn trong vòng có 2 ngày thôi. Và mình có rất rất là nhiều việc. Mình chưa bao giờ đi về Sài Gòn ngắn như vậy. Và mình chưa bao giờ có nhiều việc trong vòng 2 ngày đến như vậy. Cho nên là mình sẽ quyết định quay lại cái video này cho mọi người coi. Còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị tắm rửa, thay đồ và đi ra ngoài để làm công việc. Ok, không biết mọi người sao. Mỗi lần về Việt Nam á là da mình bắt đầu nổi mụn lên nè. Mới về tối hôm qua, hôm nay cũng nguyên cái một mụn mình nè mọi người. Chán ghê. Bữa hổm mình đi Pháp, mình mua cái này, mình thấy xài khá là ok. Bình thường thì mình sẽ xài Chumiso mà mình xài dữ quá nên hết rồi. Bữa ở Pháp là không còn gì hết nên là mình phải chạy đi mua. Kế tiếp là kem chống nắng. Đây là một trong những loại kem chống nắng mà mình yêu thích, mà mình mới tìm ra được. Ở Việt Nam mà không xài kem chống nắng là coi như hư da. Vậy mà hồi đó mình ở Việt Nam 20 năm trời không bao giờ xài kem chống nắng hết mọi người. Lúc nào đi ra đường cũng trường cái mặt thòng ra. Bây giờ thì đây là hậu quả. Da mình lên hình đó mọi người. Nhìn tại vì ánh sáng đẹp cho nên là nó đẹp, chứ bình thường nó thấy ghê lắm. Loli Zoomin rồi nè. Em cũng không thích cung luôn. Dạ, em muốn nó theo cái đường thành ác thở mỏng mỹ này gì. Ờ, em không thích cái đường thành phần á. Nhanh nha. Dạ, cảm ơn. Ok, chuyện là vậy. Mình lúc mình ở hàng mình có đi cắt tóc. Nhưng mà mình không có thích lắm, như các bạn cũng đã coi cái tóc hồi sáng. Kiểu như nó hơi dài tí xíu á, mà mặt mình á thì hợp với tóc ngắn hơn. Tại vì cái mặt mình nó hơi kiểu như, gọi là sao, fuckboy hả? Thì nó hợp với tóc ngắn hơn. Lúc mà mình để tóc dài dài mà cái mái dựng dựng lớp lớp tầng tầng giống như mấy bạn Hàn Quốc thì mình thấy không hợp. Tại vì mình nghĩ mấy cái tóc đấy kiểu như dành cho mặt baby, mà mặt mình không hề baby nha mọi người. Cho nên là mình đã đi cắt tóc và sửa lại. Tuần này là cái tuần mình tốn tiền cắt tóc nhiều nhất luôn. Mình không bao giờ nghĩ là mình phải đi sửa tóc 2-3 lần. Nhưng mà mình thật sự là không hợp với mấy cái tóc dài dài Hàn Quốc. Cho nên là mình nghĩ là tóc ngắn thì hợp với mình hơn. Và mình rất là thích chỗ này. Mình đã đi rất là nhiều việc nhưng mà mình không có thời gian quay. Thì mình đã đi lấy lại cái sim điện thoại của mình. Cái sim điện thoại của mình đó, nó là cái sim vật lý. Thì mình phải đổi là cái eSIM. Mình cái chứng minh nhân dân của mình đã hết hạn từ năm 2006 rồi mọi người. Mình phải làm công cước công dân. Nhưng mà mình không có công cước công dân. Cho nên là rất là nhiều điều xảy ra mà mình lúc đó mình rối quá mình không có quay lại. Tóm lại là mọi thứ bây giờ tạm ổn. Mình phải đi lấy thẻ ngân hàng, lần nào về Việt Nam cũng giấy tờ, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, có như đó làm đi làm lại, chuyến nào cũng vậy hết mọi người. Tuy nhiên thì mình có đi ăn được cơm sườn, cơm tấm ba ghiền, cơm tấm yêu thích của mình. Và mình đã đi uống trà tắc. Đó, hai cái đó là mình đủ vui. Mình còn đi ăn xôi, ăn bún bò nữa là sẽ rất là hoàn hảo cho cái trip này. Bây giờ thì mình sẽ qua nhà chị hai mình để mình đi ăn với gia đình mình tí xíu. Hello mọi người, mình đang ở studio. Ê, cái tóc ghê quá. Hello mọi người, thì hôm nay mình có một cái shoot. Đó là lý do tại sao mình về Việt Nam. Thì cái shoot này mình shoot cho một cái hãng mỹ phẩm ở Hàn Quốc. Thì mình sẽ shoot cả ngày luôn. Mình vừa chụp, mình vừa là video director cho hai cái video.
Mọi người ơi, đây là talent là mọi người. Nhưng mà tí nữa thường thì trước một buổi chụp là rất quan trọng, vì tụi mình phải đảm bảo được mọi thứ đúng như kế hoạch mà mình đã present với khách hàng, từ quần áo nè, trang điểm nè, set chụp, đèn và sản phẩm. Phải cần có cả team đứng đằng sau thì mới có thể hoàn thành được một buổi chụp hình trọn vẹn. Lâu lắm rồi thì mình mới chụp lại ở Việt Nam nên lần này mình có hơi lo, nhưng mình luôn tin là mình sẽ làm tốt. Set. Một cái set đó là tụi mình quay, và cái set bên đây là tụi mình chụp. Tại vì không có đủ thời gian ở trên nên là tụi mình chụp với quay liên tục luôn. Nãy giờ là mình chụp rất là nhiều cho nên là mình không có thời gian mình quay lại. Em làm anh quên, anh đang quay mà anh không nhớ anh quay. Tụi mình book là 9 giờ đến 6 giờ nhưng mà có lẽ là tụi mình phải đi lố tí xíu, tại vì có nhiều thứ hơn là dự định. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cái suất này thật tốt. Đã gần 12 tiếng kể từ khi on set, em cảm thấy thế nào? Thật á? 10 tiếng. Chua, vẫn bình thường, vẫn vui. Vẫn năng lượng? Yes. Thật không? Chị không thấy em năng lượng chút nào. Không, tại vì em, tại chị đang làm, em không muốn làm phiền. Đợi em một tí rồi, chị em nhảy cho mà xem. À, nha xeo. Cái mặt ngây thơ nha, không cười nha. Glowy.
Chloe. Hẹn mấy giờ? Hẹn mấy giờ? 9:30. Thôi. Ừ, ai đây? Nó mới ngọt thôi. Cái đó là kêu bà bàn vô cắt. Dạ, chị làm khó bụng chưa? Cho chị order post. Trời ơi, liền luôn, đúng luôn. Em nói tiếng nào luôn. Không biết dặn mà được nói được dối. Rồi, hay gì vậy? Hay cái bộ phát này để em nó đứng đợi hay lâu. Đi rủ đi ăn rồi còn phòng đi chị đi rủ nữa. Ai ngờ thật ra là có một sự sẵn sàng. Anh quá vậy. Tình luôn, đổ rồi coi. Chị ơi, có một chén ít nước cũng nhiều. Nhưng ba cái này có một cái nhiều. Tính cái tô bún mình quay là giống như đi về đây được nghèo nàn ăn đãi cùng món. Là cuối cùng ai order món này? Nhi là Nhi không? Nhi gợi ý, tại vì á là chị Quỳnh Anh gợi ý là cơm gà. Em mới hỏi là Nôn muốn ăn cơm gà không hay là em muốn ăn món gì đặc biệt không? Bún ốc này nọ kia thì nhờ chị Quỳnh Anh nói. Em mới chọn bún ốc. Cái bài không? Cuối cùng ai là người nói với chị Quỳnh Anh là Nino vậy? Đó, đây. Mày kêu là thì em chưa nói. Không, thì không có nhớ. Không có nhớ là có nói tại vì lúc đó hồi hộp quá là đi ra tự nhiên không biết sao tự nhiên mình đứng lên làm hành động như thiệt. Đứng lên đi ra ngoài rồi chị ơi. Mà không có nhớ cũng là mình có nói chuyện chưa ta. Cho chị Quỳnh Anh coi cái video chưa? Chưa. Cho chị Quỳnh Anh coi liền luôn nè. Anh đi em. Anh đi. Ôi nếp kìa. Đó, uống nếp. Tối rồi.